Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Ngày hôm nay hiện tại thì mình đang chơi nhân vật mới đó là Hayato. Và để coi nào, uầy, có người đấy hả? Đậu xanh em ơi, làm gì mà căng vậy hả em? Úi dồi ôi, như vậy thì Kẹo đã có được một mạng đầu tiên rồi nhé mọi người. Ở đây thì hiện tại thì mình đang loot được khá là nhiều những cái trang bị. Ok, combo súng cực kỳ là ổn định. Đó là Ska cộng với MP40. Uầy, đông vậy anh em ơi. Anh em có công nhận là khu này đông quá nhỉ mọi người. Mình sẽ quấn tạm máu cái đã. Lên trên luôn nào. Uầy em ơi. Ok, xong luôn nhé em ơi. Vậy là Kẹo đã có được mạng thứ hai ở trong cái ván đấu này. Công nhận là mới vào trận mà các bạn làm như là căng thẳng quá cơ anh em ơi. Thế nên là Kẹo cũng lại hơi sợ một xíu. Lối này thì sao nhỉ? Ây, what the hell? Lại có tiếng nổ súng nữa hả? Ok, qua luôn. Hello các bạn ơi, đứa nào vừa nổ súng vậy? Ồ, anh em thấy nó chưa? Xương Kẹo là vẫn chưa thấy nó đâu ý. Ok, như vậy là đang còn là bao nhiêu đây? 38 chưa đi 3, còn lại 35 thanh niên nữa cơ. Rất là đông ạ. Uầy, coi phía đi coi. Úi dồi ôi, thằng nào kia? Thằng nào đang chạy kia vậy? Ây, sát thủ ơi, ông lại nhanh tay quá cơ. Như vậy là mạng này sát thủ nó lại ăn được rồi nha em ơi. Còn Kẹo bây giờ là mới chỉ có được là kill thứ hai ở trong ván đấu này thôi nhé. Uầy, phía trên cũng đang còn người nữa. Đang rất là căng thẳng nha các bạn ơi. Ui, căng vậy, căng vậy. Ui, sát thủ ơi, cứu tôi với ông ơi. Không hiểu sao cô nhận là bọn nó bắn căng vãi trưởng. Trong khi mình là mình kiểu như là mình tập trung bắn, mình không kịp di chuyển. Thôi xong nha em ơi. Huân Nhi ở cách tôi với lại sát thủ khá là xa. Tôi nghĩ là Huân Nhi sẽ phải ra đi ở trong cái tình huống này. Ui, sát thủ đang để lên. Ok ok, sự lương công ơi. Uầy, quên luôn. Bắn nhau gắt quá vậy. Bắn nhau cũng nhận là quá là gắt luôn. Đậu xanh, căng vậy câu. Nó lại căng quá cơ. Uầy, sát thủ ơi, đúng rồi. Sẽ nó, tôi cover cho. Sẽ nó, tôi cover cho. Ngại gì hả ông? Ok, wow, rất là gắt. Như vậy là như là sát thủ đã clear nguyên team ở trên luôn. Anh em đã thấy là nóng chưa ạ? Đây, rất là nhiều hòm xác nhé. Wow, cực kỳ là nhiều đồ luôn. Nhưng mà hình như là hiện tại thì ba lô của mình nó đã bị full ba lô ấy. Thế nên là loot đồ không còn loot được nữa. Mình cảm giác như là loot đồ khá là khó khăn. Sẽ phải vứt bớt trang bị đi thì mới có thể là lượm thêm được trang bị nữa. Đang bị lỗi ba lô rồi nha em ơi. Ok, thế là hiện tại thì mình đang đổi qua khẩu súng Famat và đã có trang bị luôn được cả ống ngắm modic. Famat cộng với ống ngắm modic với lại như kiểu là bắn thì sấy thôi rồi nha em ạ. Sấy cực kỳ là đã tay luôn. Đơn giản là Famat nó có cơ chế đó là bắn 3 viên một lần. Thế đây là cái địch mà dính đạn từ Famat thì rất là nhanh đai nhá. Wow, và Kẹo vừa lượm thêm được trái băng keo cũng như là một băng đạn tiểu liên nữa. Ok, trang bị luôn tay súng 2 và súng trường. Bình thường thì là Kẹo sẽ ưu tiên như vậy. Đơn giản là súng trường nó sẽ cần tay súng hơn là súng tiểu liên. Bởi vì là súng trường hầu hết là chúng ta sẽ bắn ở xa, còn súng tiểu liên là bắn ở gần. Thế nên là ưu tiên tay súng cho súng trường, nó là một cái sự lựa chọn vô cùng là hợp lý. Qua đây coi nào. Và tất nhiên là chúng ta sẽ lại tiếp tục loot đồ mà thôi. Wow, rất là nhiều đồ ngon nhé. Ba lô của mình hiện tại đang full đó là 92% nhá. Còn lượm được thêm đồ đó là 8% nữa. Sát thủ ơi, chạy nhanh vậy hả ông ơi? Chạy chậm thôi ông. Wow, hình như là chỗ này có luôn một đứa nhé. Ui, ông ơi, nhanh vậy. Vừa chạy vào thì đã thấy là sát thủ đã hạ gục được thanh niên ở đây luôn. Càng qua ông ơi, ông làm tôi sợ đấy nhé. Rất là nhiều trang bị ngon ạ. Chủ yếu là sẽ có đạn với lại thêm tủ thương. Ơ nhưng mà full ba lô rồi nha em ơi. Không sao cả, hiện tại thì Kẹo với 6 tủ thương vẫn đang khá là nhiều nha em ơi.
Dùng tần này thì mình nghĩ là vẫn đủ dùng trong suốt cái trận đấu này nhé. Sát thủ ơi, lấy xe tôi chở ông ơi. Ok, let's go nha em ơi. Mình sẽ chạy lượn lờ lên phía ở trên này, nó là phía của khu vực cánh đồng nhé mọi người. Lên luôn. Và tất nhiên là sẽ đi kiếm mạng thôi mà, chứ còn lại làm gì đâu nhỉ. Bây giờ là còn lại bao nhiêu đây? 23 người chơi nữa. Wow, let's go lên luôn. À, có một cái UAV, nhưng mà UAV nó chạy quá là nhanh luôn, và tôi nghĩ là tôi sẽ không đuổi theo cái UAV đó. Thay vào đó chúng ta sẽ đâm thẳng lên khu vực cánh đồng và để coi. Wow, đang rất là vắng, nhưng mà có người lúc nào thì chúng ta cũng sẽ là không biết được đâu nha. Hello, ngoài này thì sao nhỉ? Không có một ai cả. Phải nói là ngày hôm nay khu vực cánh đồng đang rất là vắng nhá. Tôi lại cảm giác nó lại vô cùng là trống trải. Chạy mãi nhưng mà có thấy được đứa nào đâu. Thi thoảng thì kẹo chơi một số trận trên đảo thiên đường cũng vậy, kiểu như là chạy khắp cả bản đồ, nhưng mà hình như là mấy bạn ấy hôm nay lại thủ nhà cơ. Chỗ này là cái khu vực mà có một cái nâng giáp. Mình sẽ ăn nâng giáp nha các bạn ơi. Giáp 3 đằng nát này. Như vậy là kẹo chuẩn bị có được một cái giáp 4 mới nhá. Quá là ổn luôn. Sát thủ ơi, đây. Tôi đã set cho. Hello, ngoài này có ai không vậy nhỉ? Chưa thấy ai cả. Vẫn là một cái bầu không khí vô cùng là yên bình. Ồ, có thính này mọi người ơi. Chạy qua để lượm thính coi nào. Thính đây rồi nha em ơi. Qua phóng lựu này chơi luôn. Trận này thì kẹo sẽ chơi phóng lựu nhé mọi người. Ok. Đang có 3 viên phóng lựu nha các bạn ơi. Chạy qua rồi này coi nào. Wow, thằng nào chạy xe phía trên về hả? Ồ, ăn đâm nhé em ơi. What the hell. Uầy, sát thủ ơi, ông bắn người nhanh quá cơ. Xíu nữa thì mình đã ăn được cái mạng kia rồi nha em ạ. Mình sẽ quần máu cái đã. Đối với những cái tình huống như thế này thì chúng ta hãy cứ từ từ xử lý, nó là một cái phương án tốt nhất nha các bạn. Đó, wow, thằng nào cứu liệu vậy. Ê, sát thủ ơi, từ từ ông ơi. Đây, tôi dựng tầm băng cứu ông ngay. Úi dồi, sát thủ ơi. À, nó ở sau tảng đá hả? Làm gì mà căng, wow. Ăn phóng liệu nha em ơi. Ok, thêm một viên phóng liệu nữa này. Xong rồi nhá. Mình sẽ chạy lên trên phía này coi. Wow, để coi. Em ơi, ok. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 3 ở trong cái trận đấu này rồi. Còn người nữa hả? À, ok. Đẩy lên luôn ông ơi. Sao phải ngại nhỉ? Úi dồi ôi, thiên nhiên. Bắn shotgun cả. Sợ quá nhỉ. Mạng này thì sát thủ nó lại ăn rồi. Chán quá cơ. Cứ tưởng là mình được ăn mạng này. Đây, mình sẽ lấy cái khẩu súng tự lên MP40 cái đã. Cơ bản là phóng lựu M79 nó hết đạn, nên là đổi qua súng tiểu liên chơi tạm vậy. Lại full ba lô mất tiêu rồi nha em ơi. Của tôi là nó đang bị lỗi là như kiểu là full ba lô rồi, nhưng mà anh em như kiểu là không thể lượm được thêm đồ nữa. Đấy, kiểu nó là như vậy. Nó không hiện bất cứ một cái ký hiệu gì cả. Anh em giống như là phải lượm đồ trừng. Sát thủ ơi, chạy đâu vậy hả ông ơi? Wow, lại còn tốt bụng dựng tờ măng để che chắn cho mình nữa. Chạy ra ngoài này xem là có xe không nhỉ. À đây, vẫn là một chiếc xe quân đội 4 chỗ này. Chúng ta sẽ lấy xe để chạy thôi nào mọi người. Sát thủ ơi, nhanh lên xe tôi chở ông ơi. Nhanh nào ông ơi. Lút đồ gì mà lâu vậy hả? Đấy, qua đây. Bây giờ tôi với ông sẽ cùng đi săn người nhé. Không hiểu sao team mình anh em thấy gắt không ạ? Rõ ràng là chơi team squad nhưng mà chỉ có 3 người chơi. Trong khi đó thì Huân Nhi lại đây rồi. Bây giờ thì có khăng nào là đua với squad không ạ? Lên trên cái nào. Wow nha em ơi. Chạy nhanh lên nào mọi người. What the hell, đậu xanh. Ở phía bên này có người nhá. Chạy qua luôn nào. Đứa nào vừa ở đây vậy hả? Hiện tại thì mình chưa thấy chúng nó đâu ạ. Wow, thật là còn gài mìn nữa. Chơi thâm vãi trưởng. Trên tờ băng này hả, có người không vậy? Wow, đậu xanh.
Trên tấm áp không có người nhưng mà ở ngay mấy phía căn nhà kia lại có người nhá. Lát vậy. Từ mình sẽ cuốn vào cái đã. Ôi sát thủ ơi. Sát thủ ơi. Quay này tôi nghĩ là wow đậu xanh. Như vậy là sát thủ đã phải rời khỏi trận đấu. Thế là bây giờ chỉ còn lại có mình kẹo mà thôi. Bây giờ nó lại trở thành là solo vết squad rồi nhá anh em ơi. Trong khi đó thì số lượng người chơi trong trận đấu vẫn đang rất là đông. Tận 14 đứa nữa cơ. Đậu xanh. Mày định đứng trên đồi để căn sọ anh hả? Anh lại sợ chủ quá cơ. Anh em đã thấy nóng chưa? Uầy tôi chạy anh em, tôi chạy anh em ơi. Còn lại có mình tôi thôi à? Mà bây giờ kiểu như là cho nó toàn team squad với nhau thì có mà mình gãy cánh à? Không ngu nhé mọi người. Wow bắn nhau gắt vãi trưởng. Mình sẽ chạy xuống phía dưới một xíu này. Đây hiện tại thì mình có 3 quả lựu. Câu lên thứ 2 luôn. Đậu xanh ăn lựu nhé em. Đậu xanh. Thêm một quả nữa ở dưới này. À nhảy ra ngoài hả em? Ok luôn này. Chia buồn với bạn này nhá. Ai mắc thích thủ nhà là cái gì cơ? Ok ok. Có được mạng thứ 4 rồi nhá mọi người ơi. Đây quần máu luôn sao phải ngại nhỉ. À đủ. Bên này có người cả. Ây da để coi. Mình sẽ lên trên một xíu này. Wow. Ở bên trên chúng nó đang bắn nhau. Rất là căng thẳng luôn ạ. À hình như là một đứa thấy mình rồi. Để coi. Wow. Đây hả. Úi dồi ôi đậu xanh. Gắt vậy. May là mình kịp dựng tấm măng nhé mọi người. Đó quần máu cái đã. Mấy ông làm như căng thẳng quá cơ. Tôi sợ cả ông rồi đấy. Mình sẽ chạy lên trên này cái con nào. Ok loot thêm đồ cái đã. Bây giờ là kẹo chỉ còn lại có 4 túi cứu thương mà thôi. Mà kiểu như là chơi solo với squad thì thật sự là chúng ta cần nhiều túi cứu thương hơn nữa. Chứ còn là 4 túi làm sao mà đủ được hả? Phía trên này là một cái thính hình như là thính này mình lượm rồi anh em ạ. Thử chạy qua coi thế nào. Tôi nghĩ là thính này tôi lượm rồi. Nên là chúng ta sẽ khỏi cần chạy qua luôn. Lao thẳng đến phía này. Wow. Và cái vòng an toàn tiếp theo thì nó lại nằm ở ngay đây. Chúng ta đang ở gần đối với cái vòng an toàn nhé mọi người. Đang rất là gần luôn ạ. 11 người chân nữa. Wow căng thẳng vãi trưởng. Lên trên này cái coi. Thật sự là mình bây giờ cảm giác là đang rất là hồi hộp và lo lắng. Có lẽ là mình sẽ đứng tạm ở đây và canh mấy đứa chạy ngoài bo vào anh em ơi. Đây tảng đá này to hơn. Kẹo sẽ đứng tạm ở đây nhé. Canh mấy đứa cho nó đang chạy bo vào. Ok ok. Anh em có thể thấy là bo đang thu lại rồi. Nên là chúng ta sẽ đứng ở đây và canh luôn nhé. Nào chạy vào đi các em ơi. Chạy vào đi các em. Anh bắn cho chú SML luôn. Và lên bảng đếm số nhá. Đây kẹo cứ đứng ở đây cái đã. Wow. Để coi. Ơ kìa. Úi dồi ơ kìa. Thanh niên đang chạy bo. Thế là xong. Vậy là kẹo đã có được mạng thứ 5 ở trong cái ván đấu này. Uầy. Một đứa đã bị hạ. Có lẽ như là trận này khá là nhiều thanh niên nhây bo thì phải. Để coi xem là còn ai đã bị hạ không nhỉ. Mình sẽ chạy lại gần vào đây cái đã. Đó. Đứng tạm ở đây. Hello. Tôi tưởng là có người. Wow hai đứa đã bị hạ. Gắt vậy. Và anh em có thể thấy là trong cái ván đấu này còn lại những 7 người cơ. Đông nhỉ. Kiểu này là tôi sẽ phải chiến đấu với 2 hoặc 3 team còn lại rồi anh em ơi. Quá căng thẳng phải không. Wow. Lại thêm một đứa đã bị hạ. Đấy biết ngay mà. Nói chung là dạo này thì có rất là nhiều những cái thanh niên bạn ấy chơi nhây bo luôn cơ. Kiểu như là bo thu vào rồi nhưng mà vẫn chưa chịu chạy vào. Wow gì vậy. Hình như là có tận 3 đứa sau tảng đá kia cả. Tảng đá hướng 30 độ. Gắt à nha. Thế là lại thêm một đứa nữa đã bị hạ. Bây giờ là còn lại có 5 người trên nữa. Trong khi đó thì tận 3 đứa sau tảng đá. Ghê vậy.
Giống như kiểu là biệt đội tông ngộ không mà nhảy ra từ tảng đá vậy nha em ơi. Gắt à nha. Bây giờ là gặp team tông ngộ không rồi nha em ạ. Sợ thật. Xoay luôn sắp phải ngại. Xoay luôn nhỉ. Xoay luôn nhỉ sắp phải ngại. Ồ oh, làm gì mà căng. Chạy đi em ơi. Đúng rồi. Mình sẽ phải chạy bo cái đá. Wow gắt quá cơ nha em ơi. Đó đứng tạm ở đây. Sợ thật. Ba đứa thủ xong một tảng đá. Tôi mà có phóng điện là tôi câu một quả. Qua là chết cả ba đứa luôn. Cho chúng nó chừa. Bây giờ là mình chỉ còn có format với lại MP40. 5 người chết nữa cả. Căng vậy nhá. Ba đứa sau tảng đá. Vậy thì tôi nghĩ là hai đứa kia sẽ cùng một team nhé. À, cũng rất là hên vì là mình đang ở khá là gần đối với cái vòng bao điện. Đậu xanh, câu, chạy đi đâu vậy hả? Wow, xây gắt vãi chưởng anh em ơi. Chúng nó có 3 người cơ mà. Eo ơi, nhìn mà sợ. Sợ chứ kìa anh em ơi. What the hell, làm gì mà căng vậy hả? À, chạy hả em? Chạy hả em ơi? Úi dồi, chạy hả em? Ok ok nhá. Chuẩn bị lên bảng đếm số đi nhé em ơi. Wow, đậu xanh. Thằng nào đứng ngay góc kia vậy? Mình sẽ móc lốp thằng này luôn. Đậu xanh em ơi. Ok xong nhá. Làm gì mà căng. Ồ oh. Bắn nhau nữa hả? Ghê vậy. Ghê vậy. Ghê vậy. Ok luôn này. Như vậy là bây giờ chỉ còn lại mình với lại thanh niên cuối cùng ở trong cái ván đấu này nữa. Quá căng thẳng luôn. Nào chuẩn bị lấy top 1 nhé mọi người. Mình sẽ đứng tạm ở đây cái đã. Đơn giản là tại vì bây giờ thì kẹo đã hết tầm mang rồi. What the hell, câu lựu hả? Úi dồi ôi, thiên nhiên câu lựu. Câu lựu gà quá em ơi. Úi dồi ôi, bo chuẩn bị thu rồi kìa. Chạy đi bạn ơi. Chạy nhanh đi nào bạn ơi. Ồ, để coi. Úi dồi ôi, thiên nhiên. Thanh niên, chạy đâu về hải em ơi. Ui, chạy đâu về hải em ơi, ok. Ok, vậy là kẹo đã được nhân giống rồi nhé mọi người. Đó, bật ngay vàng lên và ăn mừng thôi nào. Quẩy nào anh em ơi. Anh em thấy chất chơi người dân không ạ? À? Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.